lật trụ võ, tung võ vào trụ vương, cô lập trụ tổng, thâu tóm cả hai. Võ Văn Thưởng bị lật, ghế chủ tịch nước còn đang bỏ trống thì Tô Lâm tấn công tiếp vào Vương Đình Huệ. Gần như Tô đánh đấm liên tục, không ngừng nghỉ. Trước đây sức mạnh của ông Tổng chính là Ban Bí Thư và Bộ Công an, trong đó nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh nắm nhiều vị trí chủ chốt trong Ban Bí Thư. Ông Nguyễn Phú Trọng tạo được sức mạnh một phần nhờ vào nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh. Ngược lại, nhóm này cũng nhờ quyền lực của Tổng Bí Thư để củng cố sức mạnh cho mình. Nhưng giờ đây Vương Đình Huệ bị tấn công rất mạnh, có thể Huệ Vương và Võ Văn Thưởng sẽ là hai người có số phận giống nhau. Vương Đình Huệ ngã, Tổng Bí Thư sẽ bị cô lập. Một khi Vương Đình Huệ ngã ngựa thì điều đấy cho thấy nhóm quyền lực của Tổng Bí Thư gây dựng nền đã giã đám, lúc đó sức mạnh của nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh cũng giã theo. Ngay cả việc bao che cho Vương Đình Huệ mà Trần Cẩm Tú cũng không dám thì đủ thấy nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh cũng đang bị chia rẽ nghiêm trọng bởi đòn hiểm của Tô Lâm. Bản thân Tô Lâm cũng là kẻ có tỉ vết trước đây. Vụ án mobile phone mua AVG có sự tham gia của Tô Lâm rõ ràng như thế, mà Tô Lâm vẫn nhân danh trong sự trong sạch của Đảng để mà đánh vào Vương Đình Huệ, một kẻ không thèm che mặt nạ đã đi lột mặt nạ của kẻ khác. Tô Lâm và Vương Đình Huệ đều nhem nhuốc như nhau, nhưng ông Huệ có khả năng sẽ bị định tội, còn Tô Lâm thì lại không. Đấy là thứ luật mới trong Đảng. Luật này được biết đến với cái tên quen thuộc, luật là tao, tao là luật như người dân vẫn hay gọi. Nếu Vương Đình Huệ bật gốc có khả năng Phạm Minh Chính cũng sẽ không dám hé răng mà chấp nhận an phận thủ tướng với chiếc ghế của mình. Bởi khi Vương Đình Huệ chưa ngã ngũ, Tô Lâm có hai đối thủ, nhưng sau khi Vương Đình Huệ ngã ngựa thì Tô Lâm chỉ còn có một đối thủ. Với hồ sơ đen của các đồng chí, Phạm Minh Chính khó mà ra mặt cạnh tranh với Tô Lâm cho được. Như vậy, sau khi quật được trụ vương thì xem như Tô Lâm đã cô lập được Ban Bí Thư. Ban Bí Thư của Nguyễn Phú Trọng giờ đây cũng không còn chỉ biết vẫn nghe lời ông nữa, mà còn phải nhìn xem thái độ của Tô Lâm mà hành xử cho hợp lẽ. Loại được Vương Đình Huệ, khi đó Tô Lâm có cớ và cơ hội thâu tóm cả hai chiếc ghế quyền lực nhất trong Đảng. Sau khi Vương Đình Huệ chính thức rời ghế thì xem như Bộ Chính trị khóa 13 chỉ còn đúng 13 người. Trong đó tứ trụ lại bị khuyết đến 2 ghế. Nếu ông Tô Lâm mà ép được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng phải rời ghế trước Đại hội 14 thì Bộ Chính trị chỉ còn có 12, tứ trụ còn 1. Nhân sự thiếu trầm trọng, có thể lúc đó với vai trò là kẻ chiến thắng tuyệt đối, Tô Lâm có thể thâu tóm cả hai ghế cùng một lúc như Tập Cận Bình bên Trung Quốc đã làm, hoặc như Nguyễn Phú Trọng đã từng làm sau khi ông Trần Đại Quang chết đột ngột. Trong quá trình loại ông Huệ, Tô Lâm giữ ông Trọng như một nhân chứng sống, chứng kiến việc Tô Lâm dùng chính luật mà ông Trọng ban ra để loại đệ tử ruột của ông sau khi Vương Đình Huệ chính thức rời ghế, thì liệu Tổng Trọng có còn giá trị lợi dụng đối với Tô Lâm nữa hay không là câu hỏi đang được đặt ra. Cuộc chiến cung đình đang hồi gay cấn, Vương Đình Huệ chưa phải là nạn nhân cuối cùng, bởi đích đến của Tô Lâm là ghế Tổng Bí Thư. Mà một khi muốn là kẻ chiến thắng mọi kẻ thù trong Đảng thì không biết Tô Lâm có còn để ông Trọng được yên nữa hay không. Hiện nay ý đồ của Tô Lâm thì đã rõ, ông cho đánh dẹp hết mọi cá nhân có thể nhòm ngó vị trí Tổng Bí Thư của ông. Đánh gục những đối thủ này, Tô Lâm đạt được hai mục đích: vừa loại được đối thủ cạnh tranh và cô lập được ông Tổng Bí Thư già nua và ngồi tới 3 nhiệm kỳ. Mà khi đã cô lập được hoàn toàn Tổng Bí Thư thì có thể Nguyễn Phú Trọng sẽ trở thành vua bù nhìn trong tay của Tô Lâm. Khi đó Tô Lâm muốn truất phế Tổng Trọng lúc nào thì truất. Hiện nay vẫn chưa có đối thủ nào đủ tầm để nổi lên ngăn cản đà tiến của Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin lật trụ võ, tung võ vào trụ vương, cô lập trụ tổng, thâu tóm cả hai. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Ngài Đạo Văn, Bùi Văn Cường
một cửa ngõ dẫn Tô vào nhà trụ vương. Bùi Văn Cường hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Tổng thư ký Quốc hội kiêm Chủ tịch Văn phòng Quốc hội. Trước khi được Vương Đình Huệ kéo về Quốc hội, ông Cường có thời gian làm Bí thư Tỉnh ủy tại Đắk Lắk từ năm 2019 cho đến năm 2021. Vào ngày 16 tháng 4, nhiều tờ báo trong nước cùng đưa tin Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 đã có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến gói thầu của tập đoàn Thuận An tại tỉnh này. Cụ thể, hồ sơ được Bộ Công an yêu cầu tỉnh Đắk Lắk cung cấp là hồ sơ của gói thầu số 3 thi công dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột. Ông Đại tướng Tô Lâm đã cho đánh mạnh vào dự án của tập đoàn Thuận An tại Đắk Lắk. Hồ sơ yêu cầu cung cấp bao gồm quá trình phê duyệt, chấp thuận chủ trương đầu tư, thiết kế thi công, dự toán xây dựng, hồ sơ mời thầu, quá trình đấu thầu, dự thầu, chấm thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, quá trình triển khai dự án và gói thầu số 3. Ngoài ra, C03 cũng đề nghị cung cấp hồ sơ về ký kết, thực hiện hợp đồng thi công xây dựng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng, dự án và gói thầu số 3. Được biết, gói thầu số 3 khởi công vào ngày 9 tháng 12 năm 2021 do một liên doanh thi công bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng An Nguyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Sài Gòn, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, Tập đoàn Thuận An. Ông Bùi Văn Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk từ ngày 19 tháng 7 năm 2019 cho đến ngày 7 tháng 5 năm 2021. Tuy ông đã rời Bí thư Tỉnh ủy này trước ngày khởi công dự án, nhưng giai đoạn mời thầu, đấu thầu, dự thầu, chấm thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu đều diễn ra dưới thời ông Bùi làm bí thư của tỉnh này. Cho nên, việc Bộ Công an yêu cầu chính quyền tỉnh cung cấp hồ sơ gói thầu có liên quan đến Thuận An tại Đắk Lắk được xem là nhắm vào ông Bùi Văn Cường, một trợ thủ đắc lực của ông Vương Đình Huệ tại Quốc hội. Gói thầu số 3 này được cho là có sự cấu kết giữa ông Phạm Thái Hà, trợ lý của ông Vương Đình Huệ, cùng với Bùi Văn Cường để kéo vào tay Nguyễn Duy Hưng. Như vậy, rất có thể việc soi kỹ dự án của tập đoàn Thuận An tại Đắk Lắk chính là cách mà Tô Lâm tìm đường để dẫn đến trụ vương tại Hà Nội. Được biết, ông Bùi Văn Cường từng bị tố đạo văn vào khoảng tháng 3 năm 2020, một giáo viên thể dục trường tiểu học dân lập Nguyễn Khuyến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk là Hoàng Minh Tuấn đã gửi đơn lên tố cáo Ban Tổ chức Trung ương cùng nhiều lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và Trung ương cáo buộc ông Bùi Văn Cường đạo văn, luận án tiến sĩ. Trước đó, tạp chí Môi trường và Xã hội đã đăng tải một bài viết của ông Phạm Đình Quý cũng cáo buộc ông Cường đạo luận án tiến sĩ, gian dối học thuật để trèo cao nhằm mục đích không trong sáng, gây bất bình trong nhân dân. Sau đó, tạp chí này đã bị Cục Báo chí thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phạt đến 50 triệu đồng và thu hồi giấy phép 2 tháng vì nói không đúng sự thật. Mỉa mai thay, Cục Báo chí mà lại có chức năng xem xét tính xác thực của một luận văn xem có bị đạo nhái hay không thì quả là chuyện quyền lực làm nên tất cả. Ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội kiêm chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và là cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk hiện nay đang gặp khó. Để bịt miệng những người tố cáo, ông Cường đã cho Công an tỉnh Đắk Lắk bắt cả hai người tố cáo nói trên. Đặc biệt, ông Cường còn cho Công an Đắk Lắk xuống tận Sài Gòn để bắt người mang về Buôn Ma Thuột. Vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã mở phiên tòa sơ thẩm với ông Hoàng Minh Tuấn và Phạm Đình Quý. Cả hai lần lượt nhận mức án 2 năm 6 tháng tù và 9 tháng tù về tội vu khống, mặc dù không có bất kỳ hội đồng khoa học nào xem xét luận văn của ông Cường, xem có phải là đang đạo nhái hay không. Tòa án của Việt Nam chỉ xử án theo mệnh lệnh là như thế. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Ngài đạo văn Bùi Văn Cường, một cửa ngõ dẫn Tô vào nhà trụ vương. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.